rết cắn vào chân. Ngày xưa, có một người nông dân nuôi bò mát tay, có tiếng trong làng, được bà con làng xóm vô cùng quý mến. Chà, con gì quẩy nước ầm ầm thế chứ? Chờ một chút, ta sẽ cứu chú mày khỏi tảng đá đó nha. Ôi trời ơi, may quá, ông đây rồi. Tôi đi tìm ông nãy giờ. Ông còn tiền không? Cho tôi vay tạm một ít. Ông lại vay tiền để đi đánh bạc phải không? Tôi không thể cho ông vay mãi được đâu. Ôi trời ơi, ông cho tôi vay một lần nữa thôi mà. Ông đã về rồi đấy à. Tôi đang tính mua một con bò để cày ruộng, muốn nhờ ông chọn giúp tôi một con khỏe mạnh một chút. Ông chờ chút, tôi sẽ chọn cho ông một con khỏe mạnh nhất đàn luôn. Con bò của ông đây, nó rất khỏe mạnh, ông sẽ không phải thất vọng vì nó đâu. Hiện giờ tôi đang kẹt tiền, nên có lẽ tôi sẽ trả cho ông sau, có được không? Không vấn đề gì, bao giờ có, ông trả cho tôi cũng được mà. Vài ngày sau. Đấy, các ông xem, con bò nhà tôi mới mua được có vài ngày thôi, đã lăn ra chết rồi. Cứ nghĩ là hàng xóm với nhau, ông ta sẽ thật bụng chọn cho tôi con bò tốt. Vậy mà các ông xem đi. Con bò làm sao thế ông? Chính hắn là người đã bán bò bệnh cho tôi. Kìa, các ông làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra. Thả tôi ra. Tôi nào có tội tình gì. Mình vốn sống lương thiện thật thà, vậy mà nay bỗng dưng phải chịu cảnh tù đầy như này. Hình như có con gì cắn ta thì phải. Chết rồi, bị rết cắn rồi, lại sưng phồng lên mất thôi. Người mình nóng như lửa đốt, chắc do nọc của con rết rồi. Không lẽ mình lại phải bỏ mạng ở chốn này sao? Trong cơn mê sảng, người nông dân mơ màng trông thấy con rắn bò tới bên cạnh, miệng ngậm một chiếc lá. Ân nhân hãy yên tâm, chiếc lá này sẽ chữa lành vết thương cho người. Ân nhân hãy giữ chiếc lá này cẩn thận, nó sẽ cứu mạng người khỏi chốn này. Con rắn đâu rồi? Chiếc lá vẫn còn đây, chắc con rắn vừa mới đi khỏi thôi. Vết rết cắn cũng đã biến mất rồi. Vậy là ta đã được chữa khỏi thật rồi. Chiếc lá này thật thần kỳ, mình phải đem cất cẩn thận như lời rắn dặn mới được. Này, không biết vết thương của công tử thế nào rồi ha. Sáng ngày tôi nghe lũ người hầu bảo, chắc khó lòng qua được. Hay mình thử nhờ họ dâng lên quan chiếc lá xem sao, biết đâu lại chữa được bệnh cho công tử. Nghĩ vậy, người nông dân liền gói chiếc lá, nhờ lính gác đưa cho quan lớn. Con trai ta đã tỉnh lại rồi, thật là may quá. Thật là kỳ lạ, vết thương cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Nhờ chiếc lá thần kỳ, con trai ta đã được cứu thoát. Hãy nhận của ta một ly rượu này. Người hãy thử các món ăn này,
đây đều là do đầu bếp của quan phủ trực tiếp làm, vô cùng thơm ngon. Đội ơn quan lớn ạ. Người này trông cũng không phải người xấu, vậy mà lại bị chịu cảnh tù tội, ta phải xem lại vụ án này mới được. Người nông dân này vốn hiền lành, ngay thẳng, vậy mà ngươi dám hạ độc con bò rồi vu khống cho ông ấy. Tại sao ngươi lại làm chuyện hèn nhát như vậy hả? Thưa quan lớn, quả thật oan cho con quá. Đến giờ mà ngươi vẫn còn dám cãi chày cãi cối, vậy ngươi hãy xem lính của ta tìm được gì trong nhà ngươi. Thưa quan lớn, sau khi khám xét nhà của hắn, đã tìm được lọ thuốc độc này, chính là nguyên nhân gây ra cái chết của con bò. Dám bày kế để hại người, tội này phải phạt thật nặng. Người đâu, mau giam hắn vào tù. Thưa quan lớn, xin quan lớn hãy tha tội cho người này. Dù gì ông ấy cũng là người làng, lại là hàng xóm bao nhiêu năm với hạ dân. Người quả là người có tấm lòng trung hậu hiếm thấy, đối xử bao dung cả với người đã hại mình. Vậy là nhờ bác nông dân tốt bụng, gã hàng xóm đã thoát khỏi cảnh tù tội. Mái tóc dành cho bạn. Ấy chà, xem quỳnh châu của chúng ta nè. Ăn bánh mì có giúp tóc tớ xoăn và xù lên giống như tóc cậu không? Những đứa tóc xù thường bị dở hơi như vậy sao? Con gái, con đang có chuyện gì buồn hả? Sao không chịu xuống ăn cơm? Mẹ, tại sao con không có một mái tóc đẹp? Sao thế? Có ai trêu chọc con phải không? Các bạn chế giễu con vì mái tóc xù của con. Các bạn chỉ nghịch ngợm đùa vui vậy thôi, chứ mẹ tin không có gì cả. Con rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn mà. Không, không đâu. Con muốn cắt tóc, con muốn cắt tóc. Con ghét mái tóc này, con ghét nó. Vì nó mà con không được mọi người yêu quý như Mai Linh, như Lan Anh. Tóc của các bạn ấy thật mượt và ống ả. Con ghét mái tóc của con. Được, vậy cuối tuần này ta sẽ đi cắt tóc, nếu con muốn. Thật không mẹ? Mẹ cho con ép thẳng tóc nữa mẹ nhé. Yeah, thích quá. Mẹ muôn năm. Yêu mẹ nhất trên đời. Như tuần trước đã lên kế hoạch, trước thềm chương trình trại hè, chiều nay lớp ta sẽ lên đường đi thăm và tặng quà cho những bạn nhỏ bị mắc bệnh ung thư các em nhé. Vâng ạ. Cô nghĩ rằng sự có mặt của các em sẽ giúp các bạn ấy có thêm niềm vui và động lực để chiến đấu với bệnh tật. Vâng ạ. Được gặp cậu, tớ là Quỳnh Châu, cậu tên gì thế? Tớ là Minh Anh. Cậu nhận lấy quà đi, tớ bật mí nhé. Đây là một cuốn truyện cổ tích rất hay, cậu có thích món quà này không? Tớ cảm ơn. Cậu có mái tóc thật đẹp. Cậu nói sao cơ? Tóc tớ ư? Ừ, tóc cậu đó. Ngày xưa tóc tớ cũng dài bằng tóc cậu bây giờ đấy. Nhưng sau khi trải qua những đợt hóa trị, xạ trị, nó đã bỏ đi mất rồi. Tớ không còn tóc nữa. Lúc đầu tớ đã rất hoảng sợ và lo lắng. Con gái ai mà chẳng thích tóc mình xinh đẹp chứ, ngay cả khi đang bị bệnh. Tóc cậu dày quá, thích quá, giá mà. Hôm nọ con đòi cắt tóc ngắn, sao còn lưỡng lự vậy? Dạ không ạ.
Thưa chị muốn cắt tóc cho cháu thế nào ạ? Anh cứ hỏi con gái tôi ấy, có vẻ như cháu nó muốn làm thế nào đó. Ok, được thôi, chú rất sẵn lòng. Cháu có muốn làm gì cho tóc của mình thẳng và mượt hơn không? Ví dụ như ép chẳng hạn. Không ạ, cháu thấy tóc cháu đẹp rồi, không cần phải làm gì hết đâu ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Của cháu đây, cảm ơn cô bé đã tới cắt tóc nhé. Vừa nãy con nói gì với chú thợ cắt tóc thế? Mà túi gì đây con? Túi đựng tóc đó ạ. Con đã nhờ chú ấy cắt cẩn thận để giữ nguyên một đoạn tóc dài. Con muốn tặng lại mái tóc dài của con cho các bạn nhỏ ở viện ung thư. Con nghe nói ở đó có phong trào quyên góp tóc cho bệnh nhân ạ. Con nghĩ ai cũng muốn mình thật xinh đẹp, kể cả khi bị bệnh. Con gái của mẹ lớn thật rồi. Thôi, mình về nhanh nào. Con Thạch Sùng. Cơ hội của ta đã tới rồi. Ông đang nói cái gì đó? Từ ngày mai, hãy lấy hết tất cả tiền chúng ta dành dụm bấy lâu nay ra mua thóc gạo. Ông làm sao vậy? Bà có nhìn thấy hai con trâu đen bị cục sừng đang hút nhau chí mạng kia không? Thế thì sao chứ? Sắp xảy ra một trận lụt cực lớn, nạn đói sẽ diễn ra, đe dọa khắp mọi vùng. Ai bảo ông thế? Bà thì biết cái gì? Hai con trâu cùng màu đen, cùng cục sừng, cùng hút nhau, đó là dấu hiệu trăm năm mới gặp một lần, là điềm báo sẽ có đại họa lũ lụt. Ôi, đúng rồi, cơ hội làm giàu của ta đây rồi. Trời ơi, hóa ra điều ông nói là thật. Chứ còn sao nữa, chỉ 10 hôm nữa, chúng ta mang hết số thóc gạo mua được ra bán lại thì thế nào cũng giàu to. Trời ơi, giàu to rồi, đổi đời rồi. Trời ơi, ông làm cái gì thế? Cái niêu mẻ quý báu tôi đã giữ bao nhiêu năm nay? Giờ ta giàu rồi, ai thèm dùng cái niêu mẻ này chứ? Thế nào hả mình? Trả xong tiền ông Sùng rồi chứ? Xong rồi. Nhưng hắn ta lấy lãi nặng quá, lại phạt mấy chục đồng vì chúng ta trả muộn 2 ngày nữa. Trời ơi, có chuyện đó thật hả? Con người ta thay đổi nhanh quá, tham vàng phụ ngải, ai biết được đó lại là bạn nói khố của ông đó. Tôi cũng đâu thể ngờ con người ta lại thay đổi nhanh đến vậy. Giờ chỉ còn nước là bán nhà đi mà trả nợ thôi. Tưởng là bạn mà ta bỏ qua cho à? Hắn không hiểu thế nào là đi vay nặng lãi hay sao? Mình ơi, từ giờ đừng có gọi ta là mình nữa, phải là lão gia, bà nghe rõ chưa? Ta đâu còn là tên ăn xin ngày nào nữa đâu, mà bà xưng hô như thế. Vâng, để tôi rút kinh nghiệm. Mà nè, ngày mai tại đình làng, lão gia có thách, ông Vương đến đấu ai giàu nhất vùng trước sự chứng kiến của bà con đó. Tôi lo quá. Lo gì mà lo, ta đây giàu nhất vùng ai chả biết, để lần này cho rõ trắng đen. Xem ai còn dám khoe mẽ với lão gia này nữa. Nhưng mà hắn vốn ma lanh quỷ quyệt lắm, ông phải cẩn thận. Người đâu, mang cho ta hũ rượu quý ra đây. Cũng quý thật đó, nhưng nhà ta có cả kho rượu cất giữ 3 đời nay, còn nhiều loại đảm bảo ông không có. Người đâu, về khuôn tất ra đây. Thôi tôi không nói về rượu nữa, hãy xem đi. Thưa bà con, đây là Thiên Lý Mã. Ngày đi hơn 1000 dặm, mẹ nó chỉ đẻ có một mình nó trong cả đời. Giá của nó phải tới 1000 lạng vàng. Đúng là ngựa quý. Cha cha, khá khen cho con ngựa quý.
nhưng ta còn có con hươu hai đầu bốn sừng, đảm bảo trong thế gian này không ai có. Phải, con hươu đó quý, nhưng ta cược là chiếc nhẫn lục bảo này cũng là độc nhất vô nhị, mùa hè đeo thì mát, mùa đông đeo thì ấm. Đẹp quá, đúng là một vật quý hiếm. Đã bảo mà, trên trời dưới bể này, thứ quý giá nào nhà ta cũng có. Ta không tin. Ta và ông đánh cược. Được, nếu ta đọc ra một thứ mà ông không có thì sao? Ta sẽ mất toàn bộ gia sản cho ông và ngược lại. Để chắc chắn, ta muốn làm giao kèo và điểm chỉ vào. Giờ ông hãy cho ta xem nhà ông có chiếc nêu mẻ nào không? Cái gì? Nêu mẻ? Nêu mẻ ư? Không được. Cái nêu mẻ rẻ mạt, đáng gì mà đưa ra thách đấu chứ? Này, giao kèo vẫn còn đây nhé. Tôi và ông thách đấu. Không phải là thách đấu ai nhiều tiền hơn ai, nhiều vật quý hơn ai, mà là thách đấu ai có cái mà người kia không thể có. Nào, có tất cả bà con ở đây làm chứng. Cái nêu đất mẻ nhà tôi có, nhà ông có hay không? Cái nêu đất mẻ? Chỉ là cái nêu đất mẻ thôi mà. Thế nào? Cái nêu đất mẻ anh có hay không? Tôi... Đó, bà con làm chứng. Ông Sùng không có cái nêu đất mẻ. Vậy là toàn bộ gia sản anh ta có thuộc về tôi. Không, không, ta không thể mất tất cả chỉ vì cái nêu đất. Không, không. Mình ơi, sao thế này? Mình ơi. Số phận đổi thay. Bạn ấy đẹp quá. Bạn ấy sẽ sớm được các cô bé chú ý mà mua ngay thôi. Đương nhiên. Ấy, bàn tay lem lút kia đừng hòng chạm vào ta. Đẹp quá. Bạn ấy thật rực rỡ. Đây hẳn là chiếc váy cô chủ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật rồi. Tiệc sinh nhật à? Tuyệt, mình sẽ được tỏa sáng. Ôi trời, cũng như chúng ta thôi. Được vài bữa cô chủ lại thích một chiếc váy khác ngay ấy mà. Thật vớ vẩn, sao có thể như vậy được? Cô chủ sẽ chỉ có thể thích tớ, vì tớ lộng lẫy nhất. Cô bé có chiếc váy đẹp quá. Chiếc váy trông thật đáng yêu. Lại trở nên lem nhem, bẩn thỉu thế này. Ôi, bẩn hết rồi. Cái này giặt khó sạch lắm. Thôi, vứt đi vậy. Thank you.
cảm ơn cô bé. Hành trình mới. Chúc mừng cô, là thí sinh tham dự hội thi với tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã bất ngờ giành giải nhất. Cô có thể chia sẻ với chúng tôi và khán giả ở đây biết được bí quyết nào khiến cô có được thành công như ngày hôm nay không? Vâng, đó là một câu chuyện dài. Nhưng có lẽ thành công của tôi có được ngày hôm nay đều bắt nguồn từ một câu nói. Câu nói ấy là gì? Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi được không? Đó là một ngày cách đây khoảng 5 năm, thời gian mà tôi đã rất khủng hoảng và mất đi niềm tin vào chính mình. Kìa, chàng lại ra đón cậu kìa. Cậu đúng là cô gái may mắn nhất trên đời đấy Lê ơi. Một sinh viên xuất sắc của nhạc viện. Người yêu thì đẹp trai, tài giỏi, tâm lý. Thật là đáng ghen tị quá à. Suốt học bổng đi Anh du học sắp tới, thế nào chẳng rơi vào tay cậu ấy. Ôi, suốt học bổng, 5 năm mới có một lần. Thôi nào các cậu, cứ làm như tớ đã ẩm giải trong tay rồi ấy. Thôi, tớ ra trước nhé, kẻo anh ấy chờ. Anh chờ em lâu chưa? Anh cũng mới tới thôi. Em đói quá rồi, hôm nay tụi mình đi ăn gì được nhỉ? Lê nè, có lẽ anh sẽ không đưa em đi ăn được nữa đâu. Anh bận việc gì hả? Không, không phải. Chỉ hôm nay và mãi về sau nữa, có lẽ chúng ta nên chia tay thôi em. Anh đang nói đùa em phải không? Em biết là anh luôn nghiêm túc mà. Qua thời gian quen nhau, anh nhận ra người em yêu không phải là anh. Thế thì là ai cơ chứ? Thứ em yêu duy nhất trên đời này chỉ có cây đàn của em thôi. Tất cả thời gian của em dành cho nó, làm gì có chỗ cho anh. Thế nên tốt hơn hết, chúng ta nên chia tay nhau, Lê à. Cô ta sao vậy nhỉ? Chơi đàn hay là gõ bàn phím thế? Đàn cái kiểu gì thế? Biểu diễn gì mà thiếu tôn trọng người nghe vậy? Thôi xuống đi, đừng chơi nữa. Còn có rất nhiều cơ hội mà. Mẹ, nhưng mẹ biết rằng nó quan trọng đến thế nào mà. Những 5 năm mới có một lần. Con đã nỗ lực suốt bao năm qua để chờ đợi nó. Thế mà, chờ đợi 5 năm nữa ư? Lúc đó con đâu còn trẻ tuổi để mà tỏa sáng. Con sẽ chỉ là một nghệ sĩ quèn quá tuổi mà thôi. Tất cả đã hết rồi mẹ ơi. Hết rồi. Tại sao trời lại đối xử với con như thế? Trong 2 ngày mất cả tình yêu lẫn sự nghiệp, con chẳng còn gì trong tay cả. Tại sao vậy mẹ? Sẽ giúp con khuây khỏa và suy nghĩ sáng suốt hơn về những gì đã xảy ra. Cảnh vật đất nước mình nơi đâu cũng đẹp như tranh ấy chao nhỉ? Đẹp à? Ồ, nãy giờ cháu không ngắm cảnh nè. Không bà, cháu chẳng còn tâm trạng để ngắm bất cứ thứ gì nữa. Hành khách chú ý, đoàn tàu đang dần tiến về ga. Quý khách chú ý, chuẩn bị tư trang, hành lý xuống ga khi tàu dừng hẳn. Ồ, sắp tới ga bà phải xuống rồi. Cháu xuống ga nào? Cháu xuống ga cuối cùng bà ạ. Ga cuối à? Không, làm gì có ga nào là ga cuối. Nơi mà cháu gọi là ga cuối ấy lại chính là nơi bắt đầu của một lịch trình mới. Khi mà con tàu quay ngược trở lại, phải không cháu? Dạ đúng rồi. Thôi, bà xuống trước đây cháu nhé. Dạ vâng, cháu chào bà. Ga kết thúc cũng chính là ga bắt đầu của một hành trình mới. Mình hiểu rồi. Cuộc trò chuyện với bà đã giúp tôi bừng tỉnh, nhận ra một điều rất hiển nhiên. Điểm kết thúc cũng chính là điểm bắt đầu cho một hành trình mới.
thất bại của tôi trong cuộc thi piano kết thúc một kỳ vọng, nhưng cũng là sự khởi đầu cho những ước mơ mới. Và tôi nhận ra rằng những thất bại sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn. Tất cả đã thôi thúc tôi trở lại tập luyện không ngừng để có được ngày hôm nay. Quả là một câu chuyện rất thú vị. Chúc cô sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trên hành trình của mình. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.